Vừa xin chào tất cả các bạn và bà con cô bác mình ha. Hôm nay vừa mình về vừa hơi ít nha các bạn, tại nay ngày nghỉ ha. Thì mình chia sẻ cái giá dừa này cho các bạn và bà con cô bác mình á, có lấy dừa bán thì liên hệ ở chủ dừa này lấy dừa bán nha các bạn. Thì đây là dừa ta nha các bạn, dừa ta thì giao tại dừa này thì giá khoảng 65.000 nha các bạn, là 65.000 một chục 12 trái luôn, rất là bự luôn các bạn. Dừa ta mình đây là vậy á, thì nó bự, nó không bằng dừa miệt dưới nha các bạn. Nó bự theo là dừa ta ở đây giao là 2,2 kg đổ lên là dừa ta nha các bạn, 65.000 chục giao tại dừa ha. Thì ở đây mình cũng có xe đi Sài Gòn, Bình Dương luôn nha các bạn. Thì các bạn nào có lấy dừa thì cứ liên hệ với chủ dừa ha. Đó, thì đây là dừa ta ha. Còn cái dừa này, cái dừa sim lai các bạn, sim lai thì đủ màu vậy nè. Sim lai thì mình giao tại đây là khoảng 50-55.000 vậy nha các bạn, là sim lai ha. Đấy, chả bá lửa luôn, có cái như thế dừa ta luôn á, là sim lai á, mình giao tại đây á là 50-55.000 và 12 trái nha các bạn. Toàn bộ dừa giao đây là 1 chục 12 hết nha. Đây, cái dừa này là cái dừa mã lai bầu nha các bạn. Mã lai bầu này nó mắc hơn dừa ta 5.000 các bạn, là nằm khoảng 70.000 giao tại dừa nha các bạn. Đó, này là mã lai bầu luôn. Còn dưới kia là sim xanh, có miếng sim xanh ở nay tại dừa nghỉ các bạn, có đi đám nghỉ cho nên vừa về cũng không có nhiều các bạn. Đây là sim xanh ha, sim xanh thì cũng giống như mã lai thôi. Mã lai thì các bạn cũng biết rồi, giá nó rất là cao, vào mùa nắng tới thì giá cũng lên rồi, bên chậm thôi. Đó, thì đây là mã lai nha, 70.000 giao tại dừa 1 chục 12 nha các bạn. Rất đẹp luôn. Đây là dừa bi nha các bạn, nguyên cây dừa bi. Dừa bi thì rẻ thôi, dừa bi 3-4.000 chục nha các bạn. Xe người ta thì nó tóm lại thì giá dừa bi nằm khoảng 30-30.000 một chục, còn mã lai thì nằm giá khoảng 70.000 nha các bạn. Đó, đây là mã lai nằm giá khoảng 70.000, sim xanh thì nó cũng bằng như mã lai nha các bạn. Còn dừa này thì nằm khoảng 50.000 hay 55.000 diễn nha các bạn. Con này là sim lai ha, người ta thì 65.000 nha các bạn. Ở đây thì mình có xe đi Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai đồ hết nha các bạn. Các bạn giờ bà con quét mình có lấy dừa thì liên hệ với chủ dừa lấy dừa về bán ha. Thì mình chỉ chia sẻ cái video này thôi. Thì các bạn giờ con có quét mình xem kênh thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ Huyền Dừa mình, cảm ơn rất là nhiều. Cũng như là đăng ký kênh để biết giá dừa hàng tuần nha các bạn. Thì còn có 1 tháng nữa tới Tết rồi. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn.